Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, cư xây nhà năm 2022, hưởng chọn lộc trời, suốt đời bình an. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của cả đời người. Ông bà ta vẫn thường nói rằng an cư lạc nghiệp. Vậy nên trong quá trình xây dựng nhà ở có rất nhiều nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần tuyệt đối lưu ý. Để giữ gìn cho gia đạo được an yên, hạnh phúc và sự hanh thông, thuận lợi, các bậc thầy phong thủy đã chia sẻ rằng có những sai lầm, đại kỵ khi xây nhà mà gia chủ cần tuyệt đối tránh xa. Nếu không muốn tự tay rước họa vào thân, sóng gió gian khổ trăm bề, có làm lụng vất vả cũng chẳng đủ ăn. Chắc hẳn mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cũng đang rất nóng lòng tìm hiểu về vấn đề này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 đã bước sang tuổi 64. Năm nay mệnh chủ tuổi Quý Hợi bị phạm Kim Lâu, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hành thông. Trước khi vào phân tích chi tiết về từng hướng nhà có xây được hay không, chúng ta cần phải xem những hướng nhà nào hợp với tuổi của quý vị. Với những người tuổi Kỷ Hợi có cung mệnh là cung Khôn, thuộc Tây Tứ mệnh, có bốn hướng tốt là hướng Tây Nam phục vị, hướng Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí và bốn hướng xấu là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát, cuối cùng là hướng Đông Nam Ngũ Quỷ. Nếu các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi đang ở trong những hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc thì xin chúc mừng. Còn nếu rơi vào bốn hướng xấu như hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam, Đông Nam cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu để được khai quang, hóa giải những vận xui liên tục ập đến với gia đình do ở nhà hướng không hợp. Pháp khí gương bắt quái tinh cầu đã được khai quang trì chú theo pháp đạo của đạo gia, vậy nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải mọi điều xui xẻo đến với gia đình. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết từng hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đồng vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất các thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có phong thủy, phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về phan. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị, hãy trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương kích vận, ngành sao nhất bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình, hành thông may mắn. Hơn nữa, với những mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi thì ở hướng Bắc, không hợp hướng, rơi vào cung tuyệt mệnh nên rất xấu. Hướng tuyệt mệnh là một phương vị hung tinh trong phong thủy bát trạch, hướng về âm khí. Đặc biệt trong phong thủy cho thấy nhà nhiều âm khí sẽ gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, cũng như các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Với những mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi hiện đang ở nhà hướng Bắc, mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu, kèm theo một sâu tiền mai hoa phú quý để hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh, giúp gia chủ Kỷ Hợi được may mắn, bình an. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích, chia làm ba dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuổi sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuổi sát chính là vị trí tuyệt,
thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tài sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Như quý vị đã biết, hướng nam cũng là hướng xấu đối với mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi vì bị phạm vào cung lục sát. Khi ở nhà hướng nam, mệnh chủ sẽ bị nhiều chuyện không hay xảy đến. Phái bát trạch phong thủy quan niệm rằng lục sát là sự kết hợp giữa phương vị của gia chủ và quái mệnh mà không phù hợp, tạo nên những điều kém may mắn. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm ba sơn, giáp, mão, ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng mão bị phạm mậu kỷ đối thiên sát. Mậu kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đó kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ Kỷ Hợi thì hướng đông sẽ là một trong bốn hướng xấu cho mệnh chủ, vì cung khôn mà ở hướng đông sẽ rơi vào họa hại. Họa hại có ý nghĩa là một hướng, một cung, một sao xấu trong phong thủy. Xét theo ngũ hành, họa hại thuộc hành thổ, còn có tên gọi khác là sao lộc tồn. Nếu gia chủ xây nhà theo hướng họa hại, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài, vật chất, các mối quan hệ của gia đình. Mệnh chủ sẽ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc, làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng, tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu đã được khai quang trì chú để hóa giải hướng nhà bị rơi vào cung họa hại, giúp mệnh chủ Kỷ Hợi được may mắn, bình an và thôi thu tài lộc. Thứ tư là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm ba sơn, thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Hơn nữa, như mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi mà ở nhà hướng đông nam cũng không phải là hướng tốt, nó rơi vào hướng ngũ quỷ, một trong những hướng cực xấu cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi khi ở trong nhà. Bởi ngũ quỷ theo chiết tự có nghĩa là năm con quỷ, gây ra sự bất lợi cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, quý vị cần treo trước cửa chính một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải hướng ngũ quỷ này, giúp gia chủ ở trong nhà được may mắn và bình an. Thứ năm là hướng tây. Hướng tây gồm ba sơn, canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 nhâm dần bị sao thất xích phá quân ngự trị. Thất xích là sao phá quân, còn được gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao thất xích nếu vượng vận thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bị tính hung hiểm của sao thất xích nên quý vị khi xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý để hóa giải. May mắn hướng tây là hướng tốt với những gia chủ Kỷ Hợi là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn, thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh giúp cho gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Vậy nên để tăng cường sức khỏe, gia chủ hóa giải những xung sát cần treo trước cửa nhà bằng một chiếc gương bắt quái tinh cầu
bằng gỗ đào. Thứ sáu, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà đừng góa vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên trao chắc cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, để đón các tinh, hóa giải hung tinh của năm. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi ở hướng này được xiên niên. Xiên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ bảy, hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn, Sửu, Cấn, Dần, 252,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ ngay với trợ lý của thầy Gia Cát để được gặp thầy, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ Kỷ Hợi mà ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp nhà cửa gia chủ thịnh vượng lên. Vậy nên để kích hoạt vượng khí của ngôi nhà hướng Đông Bắc, các thầy phong thủy khuyên mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào, một pháp khí phong thủy, chiêu tài, mai hoa phú quý, tăng cường vận khí của những nhà hướng Đông Bắc và kích hoạt tài lộc cho gia chủ. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn, hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cần hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Với những gia chủ tuổi Kỷ Hợi đang ở nhà hướng Tây Nam, đây là nhà hợp hướng với mệnh chủ, vì ở hướng này được phục vị. Phục vị là sao phụ mật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh mọi sự sa sút theo. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu gỗ đào, một pháp khí phong thủy chiêu tài, mai hoa phú quý để tăng cường vận khí của ngôi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.